ngay sau đó bên chúng ta đã đến với nhảy lửa trực tiếp tại sân bóng đá 3 và đây là trận đấu của ca tổ 91 FC và xe máy An Phú. Xe máy An Phú sẽ thực hiện quyền giao bóng trong trận đấu này. Hiệp một của đá bóng chính thức được bắt đầu. Và thêm áp sát hay có cơ hội tấn công nhưng không nhiều, ca thủ xe máy An Phú dâng cao. Có lỗi rồi. Của Cao Ân, tỷ số 1-0 dành cho cao thủ của Semen Vũ. Bóng đi chìm và khiến cho thủ thành của 91 FC phải bó tay. Mặc dù Đoàn đứng hướng nhưng đó là một tình huống quá khó cho thủ thành ngoài năm. Cú đá rất mạnh, bóng vừa tìm đến bên ngoài của dọc. Mặc dù có một chút lỡ là không hiểu ý nhau. Tình đen, cơ hội phản công. Rất kinh nghiệm để thu vào bóng của Diêu Long. Trung vệ số 77 cũng đã vừa dâng cao cho ca thủ 91. Sau khi rời bóng thì Diêu Long cũng đã thực hiện ngay một cú dứt từ xa sau khoảng 3 nhịp dẫn bóng. Không dễ để thực hiện từ trên vào. Cối, đây rồi. Tình huống mà ca thủ của 91 FC đã chấp chịu cơ hội rất tốt. Người ghi bàn đó là cầu thủ màu số 87 Phúc Vinh để mang về bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1. Cú đá quá khó về thủ thành của Zinogia. Dù trước đó Kaon đã có thể chạm bóng để giải phóng sức ép nhưng tiếc cho số 9 này. Đối vào lưới của nhau, Minh Khôi không phải. Đó tiếp tục là tình huống của Phúc Vinh. Văn Hậu rất nhịp nhàng. Đánh đầu của Trung Nghĩa. Cái lần đầu vừa rồi nó khiến cho bóng tinh chạy ra ngoài. Đây rồi, bây giờ mới là bàn thắng dành cho cầu thủ màu số 7 Trung Nghĩa. Một pha xoay người và dứt điểm rất gọn dành cho cầu thủ này, nâng tỷ số lên 2-1 cho ca thủ 91 FC. Lần đầu tiên họ vượt qua trước đối thủ của mình. Đường chuyền lên của Minh Khôi là rất vừa vặn dành cho Trung Nghĩa. Một pha nhà thả bóng từ khu vực giữa sân và thậm chí là phần sân nhà của số 4 nhưng cực kỳ chính xác. Văn Hậu, Trung Nghĩa, hợp lý, Minh Khôi. Rất nhịp nhàng trong 3 ghi bàn vừa rồi của các cầu thủ bên phía 91 FC. Tỷ số muốn nâng lên là 3-1 cho cầu thủ 91. Toàn đầu Trung Nghĩa và rồi kết thúc là Minh Khôi. Cầu thủ 91 họ đã ghi liên tiếp 3 pha lập công và bây giờ thì họ là những người dẫn trước và thậm chí là nới rộng khoảng cách. Cú đá thẳng và đó là bàn thắng dành cho Trung Nghĩa. Lại là một pha làm bàn ở trong vị trí đá phạt cho trận đấu ngày hôm nay, nhưng lần này nó không phải là dành cho các thủ xem em Phú. Cũng giống như Cao Hoàng, Trung Nghĩa cũng thực hiện một cú đá ở tầm thấp.
số nó lại là 41 cho các đồng chí của FC. Nó đủ để cho trọng tài cất còi phóng vừa rồi và penalty dành cho 91 FC. Minh Khôi là người đã mang về quả pen. Hãy cùng chờ xem ai sẽ là người được lựa chọn để đá pen. Như vậy là Trung Nghĩa sẽ là người được lựa chọn cho tình huống đá pen này. Cú đá rất căng của Trung Nghĩa, tuy nhiên lại không thể chiến thắng được loại gì được kìa. Vẫn còn sửa bóng của Vũ Minh đã khiến cho một cầu thủ bên phía CME thú đi đầu. Cú đá rất mạnh và đi vào vùng ngực. Còn đây là tình huống đá pen của Trung Nghĩa. Zuriga đã xuất sắc để có thể đập bóng ra. Lộc Tha thu. Quý âm. Sau nhiều những sự luật thì cầu thủ CBN Phú đã có thêm pha lập công. Và lần này được ghi bàn là Thanh Sơn. Cầu thủ báo số 7 đã rút ngắn tỷ số còn 2-4 dành cho cầu thủ áo vàng xanh. Đội hình của cầu thủ 91 FC vừa rồi đã dâng lên hơi cao. Và ghi bàn tiếp tục của số 7. Trung Nghĩa rất khỏe, xoay người và giữ điểm rất mạnh. Những cú sút chất lượng của Trung Nghĩa vẫn luôn mang bóng được trả lại cho số 89. Quý hợp là duy được cái hàng cứu thua. Tính đến không vào. Cú xuyên bóng được chạch ra ngoài của Tính Đen. Một trong những lần hiếm hoi mà anh có thể đối mặt với thủ thành Hoài Nam. Trung Nghĩa. Minh Khôi. Cú thành trống nhưng góc sút đã hẹp hơn. Cú dứt điểm chân trái là quá cao của Trung Nghĩa. Cú dứt điểm bóng chạy ra ngoài. Nhưng vào bất nhà của cao thủ CMN Phú dưới nỗ lực ra chân của Lộc Tha Thu. Đội chuyền ra lên trên của Quý Tỷ Vĩnh Khôi. Pha xử lý rất tinh tế và đó là bàn thắng dành cho Trung Nghĩa. Tỷ số được nâng lên là 5-2. Pha làm bàn để lập hat-trick của cầu thủ áo số 17. Pha phối hợp giữa bộ đôi Minh Khôi và Trung Nghĩa. Bàn thắng rõ ràng. Tỷ số đã lên là 6-2 cho cao thủ của 91 FC. Và lần này đó là bàn thắng của Minh Khôi. Trung vệ số 4 đã thi đấu phần đa thời gian ở trong hệ thống phòng ngự. Nhưng khi anh được đẩy lên đá ở Thành Thiên. Chuyển vào. May là bóng đi chạch ra ngoài. Thậm chí suýt chút nữa là một tình huống pha đốt lưới nhà. Nỗ lực truy cảm của các cầu thủ áo trẻ hay không? Minh Khôi. Tuy nhiên cú sửa bóng lại quá hiền của Minh Khôi. Nhưng bàn thắng vào thời điểm này nó không còn phải là quá quan trọng nữa đối với cầu thủ 91 FC. Và lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu của cầu thủ 91 FC. Họ sẽ về ăn thua trong buổi tối ngày nay tại sân Bồ Đà Ba.
thắng chung cuộc là 6-2 cho Cao Thủ 91 LC, trong đó có một hat-trick của Trung Nghĩa, cú đúp của Minh Khôi và bàn thắng của Phúc Bình. Và xin chúc mừng Trung Nghĩa, anh là người đã ghi nhiều bàn thắng nhất trận đấu này, và xin mời anh di chuyển về phía trước để đại diện Sport 3 sẽ gửi anh phần quà dành cho cầu thủ pha lưới ở một trận đấu trong chương trình chiến khách hàng 2022. Và cảm ơn các bạn đã đến trận đấu ngày nay, và cảm ơn quý vị khán giả quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ quay trở lại vào trận đấu ngày mai. Còn bây giờ, tôi là anh Kiên cùng anh em Kim Phụ Lạc Bóng Đá. Thân ái chào tạm biệt.